Đến trưa ngày 28 tháng 5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khống chế được đám cháy ở nhà xưởng công ty tại khu phố Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 10 cùng ngày, một khu nhà xưởng của một công ty nằm trên đường DT743B thuộc phường Tân Đông Hiệp bị lửa bao trùm. Còn lửa lớn kèm theo nhiều tiếng nổ, nhiều cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Do khu vực này nằm trong khu đông dân cư nên nhiều người dân hoảng sợ đã di rời đồ đạc. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phải điều động 10 phương tiện chuyên dụng và 54 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường để dập lửa. Cơ quan chức năng cũng cho biết vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nhà xưởng xảy ra hỏa hoạn rộng khoảng 1.500m², diện tích cháy khoảng 200m². Chất cháy chủ yếu là giấy nhựa, sản phẩm làm mát máy công nghiệp. Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại, điều tra làm rõ vụ cháy.